Cả hai đều đang liên tiếp tung ra những đòn đánh về phía nhau, và Nguyễn Thị Hương là người có vẻ như hiệu quả hơn với những tình huống kết hợp đòn chân và tay của mình. Vậy là Tỷ vừa có tình huống móc phải tốt. Chúng ta chuẩn bị đến với trận đấu ở hạng 56kg của nữ giữa Nguyễn Thị Hương, MMA Xuân Bắc Ninh Bình và Bianca Balasti đến từ Việt Nam Top Team. Ngày hôm nay hỗ trợ cho võ sĩ Bianca Balasti ở bên ngoài lồng bát giác đó là Cami Nguyễn Văn, người sẽ có trận đấu gặp Nghiêm Tùng Lâm vào tối nay ở hạng 70kg của nam, một trận đấu rất được chờ đợi. Và nếu như không thể có điều kiện theo dõi thông qua kênh On Sports của hệ sinh thái thể thao VTV Cup thì quý vị và các bạn đừng quên tải về ứng dụng On Plus để không bỏ lỡ bất cứ diễn biến hấp dẫn nào, không chỉ của lần Championship mà còn của rất nhiều giải thể thao đỉnh cao khác trong nước và quốc tế. Chúng ta tới với hiệp đấu đầu tiên, màn so tài giữa Nguyễn Thị Hương và Bianca Balasti. Nguyễn Thị Hương là võ sĩ ở góc đài xanh và Balasti là võ sĩ đến từ góc đài đỏ. Không có bất cứ sự thăm dò nào tới từ Nguyễn Thị Hương, võ sĩ đang trong biên chế của đội tuyển kickboxing Ninh Bình. Cả hai đều đang liên tiếp tung ra những đòn đánh về phía nhau, và Nguyễn Thị Hương là người có vẻ như hiệu quả hơn với những tình huống kết hợp đòn chân và tay của mình. Vậy là Tỷ vừa có tình huống móc phải tốt. Tỷ vừa chắc chắn phải cẩn trọng với lực đánh của Balasti. Tình huống thách đạo thành công của Balasti. Balasti rất kinh nghiệm trong tình huống vừa rồi. Võ sĩ sinh năm 1997 bắt chân và lập tức là một cú lên gối vào vùng bụng của Nguyễn Thị Hương. Bây giờ thì Balasti đang lên màu và cố gắng tạo ra ưu thế trong tình huống ôm ghi này. Balasti rõ ràng rất khỏe. Nguyễn Thị Hương mặc dù muốn tình huống sweep nhưng cũng thật khó để cho Nguyễn Thị Hương có thể thoát khỏi. Thật sự là cần đến kiên trì vào thời điểm này cho Nguyễn Thị Hương. Round and pound liên tục. Tình huống tạo thế cực hay tới từ Bianca Balasti. Nguyễn Thị Hương đang cố gắng để ôm ghi và khóa tay đối thủ. Nhưng bây giờ thì bất lợi vẫn đang thuộc về đại diện của Việt Nam. Trong khi đó võ sĩ Hungary vẫn là người kiểm soát ở phía trên. Nguyễn Thị Hương vẫn đang giữ thế hấp quát và Balasti vẫn chưa lên màu được. Tình huống lên full màu mà Balasti đang hướng đến. Hơn 20 giây nữa thôi. Đây không phải lần đầu Nguyễn Thị Hương bước lên sàn đấu của một giải võ thuật tổng hợp. Cô từng tham dự cúp MMA Việt Nam 2021 và chỉ chịu thất bại bằng tính điểm trước nhà vô địch là Dương Thị Thanh Bình. Những giây cuối cùng của hiệp một trận đấu, hiệp đấu chứng kiến phần nào đó ưu thế thuộc về đại diện của Hungary, Bianca Balasti. Chúng ta cùng trở lại với lồng bát giác tại nhà thi đấu quận Tây Hồ, Hà Nội để tiếp tục theo dõi hiệp 2 trận đấu ở hạng cân 56kg của nữ giữa Nguyễn Thị Hương và Bianca Balasti. Ngay hiệp 2 này thì Nguyễn Thị Hương đã có những cú đấm rất tốt, nhưng lập tức là câu trả lời với đòn chân cực nặng, những đòn đạp thẳng tới từ Balasti.
Tranh đào thành công tới từ Bianca Balaiti. Một lần nữa thì Nguyễn Thương lại rơi vào thế khó. Full mouth dành cho Balaiti rồi. Giờ sẽ là những tình huống Roland Powell của Vossi đến từ Hungary. Nguyễn Thương lúc này còn đang gặp khó khăn khi rời bộ bảo vệ hàm. Thế em ba mà Balaiti đang hướng đến. Nhưng đây là một vị trí khó cho việc nghĩ tới tạo ra thế khóa Amba đối với Nguyễn Thị Hương. Nguyễn Thị Hương rất cố gắng để phòng thủ. Rõ ràng là Bianca Balaiti là một võ sĩ cực kỳ dày dặn kinh nghiệm. Cô đã từng tham dự không biết những giải đấu tại quê nhà Hungary cũng như là một số giải quốc tế khác. Trận đấu gần nhất được ghi nhận kết quả của Bianca Balaiti diễn ra vào năm 2019. Khi đó cô để thua tính điểm trên đối thủ. Rowan Powell liên tục là những cú đấm bằng tay trái của Bianca Balaiti. Nguyễn Thị Hương cố gắng để thoát ra nhưng chưa thể thành công. Những giây phút khó khăn cho Nguyễn Thị Hương. Balaiti rất khỏe thực hiện những đòn của Rowan Powell và bây giờ thì Balaiti vẫn đang chiếm thế full mouth. Cần phải đẩy hông rất nhiều dành cho Nguyễn Thị Hương. Nhưng quả thực với một võ sĩ kinh nghiệm như là Bianca Balaiti thì tại đấm này biết mình sẽ phải làm gì khi đang nắm ưu thế quá lớn vào lúc này. Trong quy định tại MMA Championship năm nay đó là không được dùng đòn trỏ khi nằm. Điều này cũng khiến cho Balaiti thực sự gặp khó khăn trong việc có thể kết thúc được Nguyễn Thị Hương. Nguyễn Thị Hương đang nhận được sự cổ vũ rất lớn từ các khán giả tại nhà thi đấu Tây Hồ. Liệu trong hơn 20 giây còn lại của hiệp đấu này cô có thể thoát ra khỏi thế khó hay không? Như vậy là chiến thắng cho Balaiti, trọng tài quyết định dừng trận đấu. Một chiến thắng knock out kỹ thuật cho Balaiti. Đại diện của Việt Nam Top Team đã có được chiến thắng. Một chiến thắng xứng đáng sau những gì cô đã thể hiện. Trọng tài đã buộc phải dừng trận đấu khi mà nhận thấy Nguyễn Thị Hương đang dần mất đi khả năng chiến đấu. Và nếu tiếp tục để cho Balaiti chiếm ưu thế như vậy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của võ sĩ Việt Nam. Thưa tất cả quý vị và các bạn, cả hai võ sĩ nữ của chúng ta đều đã hoàn toàn cố gắng trong những hiệp đấu vừa rồi. Và một tràng vỗ tay tại khu vực này dành cho họ được không ạ? Cảm ơn tất cả quý vị. Và bây giờ chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay to hơn với một chiến thắng knock out. Xin được chúc mừng góc đai đỏ Bianca Balaiti.